Được tổ chức dưới chân danh thắng Ngũ Hành Sơn trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 2 âm lịch hàng năm, lễ hội quán thế âm năm nay trùng với dịp cuối tuần nên thu hút đông đảo tăng ni Phật tử nhân dân và du khách hành hương về chiêm bái. Bên cạnh các nghi lễ, nghi thức Phật giáo cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc lễ hội còn có các hoạt động giao lưu văn hóa với các đoàn phật giáo thái lan myanmar nhật bản và hàn quốc cũng như các chương trình tọa đàm về công tác bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa trong lòng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng ngũ hành sơn nơi từng là trung tâm văn hóa phật giáo lớn vượt ra khỏi ý nghĩa tín ngưỡng bồ tát quán thế âm lễ hội là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc những giá trị truyền thống tập tục cổ truyền tốt đẹp và là một điểm đến du lịch tâm linh hấp dẫn tại đà nẵng nhiều năm qua